Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay: Juventus và MU thống nhất đổi Pogba lấy Ronaldo. Sau trận chung kết, MU biết đâu là chân ái của Maguire. Phong tỏa Luxor là một phần chiến thắng của Villarreal và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Juventus và MU thống nhất đổi Pogba lấy Ronaldo. Ngay sau khi mùa giải 2020-21 hạ màn, Cristiano Ronaldo trở thành trung tâm của sự chú ý với câu chuyện liên quan đến tương lai của anh. Theo Toto Sport, chân sút 36 tuổi không muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Turin, bất chấp suất dự Champions League mùa sau đã được đảm bảo. Tờ báo hàng đầu nước Ý cho biết, Bianconeri đang đàm phán với Man United để đi đến một thương vụ hoán đổi. Cái tên Juventus nhắm tới không ai khác chính là Pogba, tiền vệ từng chơi rất thăng hoa tại Turin. Điểm chung của Ronaldo và Pogba là cả hai đều muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Đó là cơ sở dẫn đến cuộc đàm phán giữa hai đại gia của bóng đá châu Âu. Khúc mắc còn lại duy nhất là mức lương của hai siêu sao đương đại tại đội bóng mới. Về cá nhân Ronaldo, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang cân nhắc nghiêm túc khả năng quay trở lại Old Trafford. Cựu sao Sporting đã bày tỏ nguyện vọng này với Jorge Mendes. Ngay lập tức, tay cò nổi tiếng người Bồ Đào Nha đã liên hệ với MU để đàm phán về các thỏa thuận dành cho thân chủ của mình. Năm 2018, Cristiano Ronaldo đã chuyển đến Juventus từ Real Madrid với tư cách là bản hợp đồng đắt giá nhất câu lạc bộ. Trong khi đó, Pogba cũng là thương vụ kỷ lục của Quỷ Đỏ vào năm 2016. Nikola Milankovic ngỏ ý rất muốn đến Old Trafford. Rất nhiều những trang báo hàng đầu thông tin rằng Milankovic thừa nhận chỉ muốn đến Man United thi đấu, bất chấp còn có những ông lớn khác muốn có như Liverpool hay Borussia Dortmund. Trước đó, bên lãnh đạo Man United đã nhắm đến Cristiano Romero và Varane. Tuy nhiên, Milankovic được xem là thương vụ khả thi nhất. Với những người theo dõi anh thi đấu thì sẽ nói ngay rằng trung vệ này là người hợp với Quỷ Đỏ nhất. Nếu không gặp bất cứ chấn thương nào hay thẻ phạt, Milankovic luôn là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Giuseppe Agnelli. Thống kê chỉ ra rằng cầu thủ sinh năm 1997 đã có đến 34 lần ra sân tại Serie A. Anh có được 3 bàn thắng và 1 lần kiến tạo thành bàn. Trường hợp Man United thực hiện thành công thương vụ này, họ sẽ hoàn thành hai mục tiêu đề ra, đó chính là bổ sung vị trí trung vệ. Hơn thế nữa, Quỷ Đỏ sẽ còn tiết kiệm một khoản tiền để mua thêm các vị trí khác vì Milankovic như đã nói còn đá rất tốt nơi hành lang phải. Dù Wan-Bissaka vẫn đang thi đấu tốt nhưng do phải cày ải quá nhiều khiến cho hậu vệ người Anh không có đủ thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến phong độ bất ổn vào giai đoạn cuối mùa. Có thêm Milankovic, đội hình Man United sẽ được cân bằng ở hai cánh. Chỉ cần như thế, họ sẽ càng mạnh thêm ở mùa sau. Kết luận lại, trong tay huấn luyện viên Solskjaer còn nhiều mẫu cầu thủ phòng ngự quyết liệt để làm điểm tựa cho hàng công. Năm nay, Milankovic chỉ 23 tuổi nhưng tài năng đã được chứng minh qua nhiều mùa giải. Do đó, đến với Man United, Milankovic sẽ được xem là bản hợp đồng vô cùng đáng mong đợi. Phong tỏa Luxor là một phần chiến thắng của Villarreal. Thắng thì nói gì cũng đúng, thua thì nói gì cũng thấy sai, đó là quy luật. Nên chọn một góc nhìn để chia sẻ về cách Villarreal đã khóa Luxor, tại sao lại là Luxor. Luxor là hậu vệ trái hay nhất nước Anh trong mùa giải vừa qua, anh cũng là hậu vệ tạo cơ hội nhiều thứ hai tại ngoại hạng Anh chỉ sau Alexander Arnold. Ngoài ra thì Kevin De Bruyne cũng chỉ tạo ra cơ hội nhiều hơn Luxor có 8 lần. Trong bối cảnh Man United bế tắc ở khu trung tuyến, Luxor luôn là mũi khoan quan trọng bên hành lang trái. Nhưng ở trận chung kết, mũi khoan này đã vấp phải bức tường quá dày. Trong sơ đồ 4-4-2, low block khi phòng ngự, Villarreal thường nghiêng tổ chức áp sát bên cánh của Luxor. Ngay ở hình đầu tiên, Luxor không thể đột phá, không thể phối hợp, đội bóng của Emery luôn cố gắng ép Luxor phải chuyển bóng từ nhịp đầu tiên. Khi không thể phát triển bóng về phía trước, Luxor cố gắng xoay bóng về hoặc chuyển hướng sang Wan-Bissaka. Ở cánh đối diện, Villarreal lại không quá gắt trong việc pressing với Wan-Bissaka. Họ lùi dần đội hình về phần sân nhà, thậm chí sẵn sàng chấp nhận để Wan-Bissaka leo bên phải. Thành thực mà nói, Bissaka không giỏi tấn công, anh tạt bóng 7 lần và chỉ có 1 lần chính xác. Wan-Bissaka là một trong 5 người bị SofaScore chấm điểm thấp nhất. Trong hiệp 2, Man United đã chơi tốt hơn khi họ giải phóng Luxor. Solskjaer có những thời điểm xoay sang sơ đồ 3-1-6 khi ông kéo McTominay đứng cùng hai trung vệ. Sau cầu thủ tấn công với hai biên được dâng cao, Man United căng Villarreal theo chiều ngang sân. Man United hiệp 2 đã sút gấp 3 lần hiệp 1. Nhưng trong một ngày các chân sút của họ phong độ không cao, họ chỉ có 1 bàn thắng. Khi kéo đến hiệp phụ, Man United không thể duy trì cường độ chơi mà họ muốn. Cả trận Man United có 14 cú sút nhưng chỉ trúng đích 2, đây rõ ràng không phải con số tốt. Phong tỏa Luxor chỉ là một trong nhiều yếu tố giúp Emery đánh bại Solskjaer trong trận này. Nhưng điều đó cũng chỉ ra việc Emery đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng chi tiết, từng thời điểm của trận đấu. MU 18 lần thất bại, Solskjaer 2 năm rưỡi yêu bóng vía. Theo ước tính của Daily Mail, đã có 18 danh hiệu ngoảnh mặt với MU khi họ tham dự tất cả các đấu trường.
Trong khi đó, Quỷ Đỏ 4 lần thất bại ở cả 3 mặt trận quốc nội là Ngoại hạng Anh, FA Cup và League Cup. Họ còn thua thêm siêu cúp châu Âu 3 lần ở mặt trận Champions League và 2 lần ở Europa League. Với cá nhân huấn luyện viên Solskjaer, đây là mùa giải chính thức thứ 2 bắt đầu từ mùa đầu giải trên cương vị huấn luyện viên trưởng của MU. Ngoài ra, ông còn nửa mùa thay thế người tiền nhiệm Jose Mourinho từ ngày 19 tháng 12 năm 2018. Nhưng thật đáng tiếc, cho đến nay MU chưa có bất cứ danh hiệu nào với vị huấn luyện viên này. Trận thua Villarreal vừa qua giống với rất nhiều thất bại khác nữa của Quỷ Đỏ ở các thời điểm quan trọng. Đội bóng này không cho thấy bản lĩnh của kẻ có khả năng chinh phục các đỉnh cao danh vọng. Lâu nay, Solskjaer được đánh giá là tốt trong khâu quản trị nhân sự và phòng thay đồ, nhưng lại yếu kém về mặt chiến thuật và khả năng ứng biến trên sân. Điều đó lý giải tại sao Solskjaer chưa có danh hiệu nào cùng với MU, dù đã cầm đội bóng này sang mùa giải thứ 3. Trong màn đấu trí với một huấn luyện viên Unai Emery đầy cứng cỏi đêm qua bên phía Villarreal, Solskjaer lép vế một cách rõ rệt. Dù rằng nắm trong tay rất nhiều lợi thế, nhà cầm quân người Na Uy chỉ đơn giản là không đủ tốt để dẫn dắt một đội bóng giàu tham vọng như Quỷ Đỏ và đưa đội bóng này đến với các danh hiệu. Ở đấu trường cúp, các fan MU có lẽ sẽ rất nhiều huấn luyện viên Jose Mourinho. Dù gặp vấn đề về mặt quản trị nhân sự hoặc lối chơi bị đánh giá lỗi thời, người đặc biệt kỳ thực đặc biệt cáo già ở đấu trường cúp và điều đó giải thích vì sao Quỷ Đỏ giành cú ăn 3 mùa giải 2016-17, dù rằng chỉ là những chiếc cúp hạng 2 là Europa League, League Cup và siêu cúp Anh. Cho đến nay, đây vẫn là những chiếc cúp gần nhất mà MU thu về. Nhìn thành tích bắt penalty của Henderson, Solskjaer có hối tiếc về De Gea. Người ta luôn nói rằng sút luân lưu là cơ hội để thủ môn trở thành người hùng. Nhưng David De Gea thì hoàn toàn ngược lại, sau khi không thể cản phá 11 quả phạt đền liên tiếp trước khi sút hỏng ở trận chung kết Europa League giữa MU với Villarreal. Sau trận đấu này, đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc huấn luyện viên Solskjaer có lẽ nên để Henderson bắt chính thay vì De Gea ở trận đấu quan trọng nhất của mùa Quỷ Đỏ. Thực tế là Henderson đã có giai đoạn chiếm được suất bắt chính tại Man United sau khi De Gea về Tây Ban Nha thăm con mới sinh. Nhưng ở những trận đấu gần đây, Solskjaer mới dường như đặt lại niềm tin vào De Gea hơn là Henderson. De Gea đã có màn trình diễn rất hay tại lượt trận về bán kết trên sân của Roma. Theo Who Score, tổng cộng anh đã có 10 pha ngăn chặn những cú sút từ phía Roma và 9 trên 10 tình huống cản phá đó được thực hiện trong vòng cấm. Có lẽ màn trình diễn ấn tượng đó đã giúp De Gea có suất bắt chính ở trận chung kết. Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã trở thành tội đồ khi không cản phá được một quả nào ở loạt sút luân lưu, đồng thời là người đá hỏng lượt sút quyết định. Theo thống kê, thủ thành người Tây Ban Nha đã để lọt lưới tới 40 quả penalty liên tiếp và anh đã không cản phá nổi quả 11m nào từ năm 2016, tức là cách đây đã nửa thập kỷ. Đáng chú ý là trong cùng quãng thời gian, Henderson đã cản phá được tới 6 quả phạt đền. Tính trong cả sự nghiệp, Henderson đã cản phá thành công 8 quả phạt đền và chỉ có 11 lần thất bại. Trong khi đó, De Gea chỉ cản phá thành công được 11 lần trong sự nghiệp nhưng đã có tới 53 lần thất bại. Liệu Solskjaer đã quá sai lầm? Liverpool nhắm sao xịn của Leicester thay Wijnaldum. Theo nguồn tin từ Daily Mail, đội chủ sân Anfield đã nhắm được cái tên sẽ thay thế Wijnaldum. Cụ thể, Gerrard đã chủ động liên hệ với Tillemans của Leicester City bởi màn thể hiện quá xuất sắc ở mùa bóng vừa rồi. Anh là nhân tố quan trọng giúp cho bầy cáo giành được danh hiệu FA Cup trước Chelsea, đồng thời anh cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của đội bóng chủ sân Power King. Biết được Liverpool đang nhằm nhà ngôi sao người Bỉ, Leicester đang chuẩn bị đặt lên bàn thương thảo với Tillemans một bản hợp đồng mới nhằm giữ chân cầu thủ sinh năm 1997. Hợp đồng hiện tại của anh với bầy cáo có thời hạn tới hè năm 2023. Theo Transfermarkt thì hiện Tillemans được định giá là 55 triệu euro. Tiền vệ người Bỉ đã ra sân dưới mã áo của Leicester tổng cộng 107 lần. Trong đó, anh để lại dấu ấn với 17 bàn thắng cùng 19 pha kiến tạo. Tiền vệ 24 tuổi có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ, kiến thiết lối sâu và tiền vệ trung tâm. Anh đang trên con đường khẳng định mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Brendan Rodgers. Arsenal quyết chiêu mộ ngôi sao Lyon. Houssem Aouar là cầu thủ được Arsenal tập trung rất nhiều vào mùa chuyển nhượng năm ngoái. Cầu thủ người Pháp đã khiến đội bóng thành London phải đê mê sau mùa bóng đầy ấn tượng với Lyon. Nhãn quan và chiến thuật của Aouar được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân của Mikel Arteta có thêm nhiều pha phản công sắc bén. Thế nhưng pháo thủ đã không thể mang Aouar về được với London. Cả Arsenal và Lyon đều không tìm được cho mình tiếng nói chung về mức phí dành cho ngôi sao người Pháp. Mới đây, tờ báo uy tín nước Pháp LL Quip tiết lộ, chủ tịch của Lyon, ông Jean-Michel Aulas đã chốt phí chuyển nhượng mềm hơn cho Aouar. Đội bóng nước Pháp sẽ chấp nhận để anh ra đi nếu bất cứ câu lạc bộ nào chịu đặt lên bàn thương thảo con số từ 22 đến 25 triệu bảng. Đây được cho là tín hiệu mừng cho Michael Arteta khi con số 22 triệu bảng là không hề nhiều cho một ngôi sao đang trên đỉnh cao sự nghiệp như Aouar. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.